nấu tất cả đều là hương vị là tất cả đều là đồ tự nhiên hết. Chị hầm xương với lại gà, với xương gà hầm với sả với gừng, nấu với lá chanh với lại sa tế cũng tự nhà chị làm. Thơm quá. Tất cả những nguyên liệu đều là chị tự làm hết, chứ chị không có xài những cái phụ gia mà nhập ở ngoài chợ. Trời gần mưa rồi cả nhà ơi. Hai, xin chào cả nhà. Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với Phim Phú Travel. Hiện tại thì Phú và Mèo đang ở quận 8. Ngày hôm nay thì Phú và Mèo đi ghé qua gánh chuối của ngoại ở quận 8 để gửi quà. Thì xong rồi thì mình cũng đi lang thang vào quận 8, mình xem có cái món gì không để mà mình quay. Thì đi ngang ở đường 73 Hưng Phú, phường 8, quận 8 thì Phú có phát hiện một tiệm. Nên là mình không có để ý đâu, mình thấy cái ăn vặt thôi. Nhưng mà có cái bảng nữa, mình để ý là có cái món lẩu. Mà lẩu có 69.000 à. Thì không biết là 69.000 nó có cái gì. Thì sẵn này mình chia sẻ xem ai ở gần quận 8 và yêu thích những món ăn vặt đó thì có thể đến đây tham khảo và đến đây ăn thử. Thì dạo này mình cũng có nhận được một số comment giống như là cái món đôi khi một cái món như bún riêu tôm khô có 25.000 nhưng mà lại nói là quá mắc, phải kiếm những cái món nào phù hợp với sinh viên. Thì mình cũng xin giải thích luôn là Phú và Mèo là làm về đa dạng món, luôn muốn kiếm những cái món nói chung là nó gần gũi và nó nói chung là đa dạng cho mọi người, để ai thích cái nào thì mình tham khảo để cả nhà có thể đến thử. Chứ mình đâu có phục vụ cá nhân đâu mà khi mình là tự nhiên vậy cũng đến review. Trời ơi, mình đi review mà nói mình vậy là chết luôn. Rồi, thì bây giờ chắc là mình sẽ vào trong tìm hiểu lẩu 69.000 ngày hôm nay như thế nào. Địa chỉ là 73 Hưng Phú, phường 8, quận 8 nha. Mình qua cầu Nguyễn Tri Phương là mình tới rồi. Đó, cả nhà đừng quên like, share cũng như ấn nút subscribe nha. Đây là mình thấy là trà sữa ăn vặt có tên là Susu. Đó, lẩu Thái mini 69.000 một phần. Còn các bạn bún Thái, trà sữa, sinh tố, nước ép, xiên que. Rồi, cho mình vô trong mình hỏi chị. Dạ anh chào chị. Chắc là em sẽ phải hỏi chị tên gì ha? Chị tên Ngọc Anh. Chị Ngọc Anh. Em thấy là cái lẩu Thái mini, rồi em thấy là ở đây có bán đồ ăn vặt, hamburger nữa, là cái này là chị mới bán đây hay sao? Quán chị bán thì được một tháng mấy rồi, nhưng mà cái lẩu Thái mini này thì chị mới triển khai mới trong tuần này thôi. Mới trong tuần này thôi. Nên là trong tuần này là chị bán lẩu Thái một cái 69.000 cho một người ăn. Chị có tặng kèm một ly nước. Có tặng kèm một ly nước nữa hả? Một ly nước. Là nước gì chị? Kiểu như soda hoặc là nước ngọt hoặc là trà sữa, cái gì cũng được. Một ly nước trong quán chị. Cái gì cũng được mà tặng một ly nước. Và đến ngày nào chị hết cái chương trình đó? Giờ chắc chị ấy bữa nay là ngày 1 nè. Tới 20 tây đi. 20 tây ha. Tới 20 tây. Dạ, cả nhà có đến đây ăn lẩu thì sẽ mình được một ly nước nha, với ăn vặt xiên que. Thì cái lẩu 69.000 nó như thế nào vậy chị? Phần 69.000 của chị là như vậy. Đây là một phần 69.000. Đó. Là có bò, mực, hai con tôm. Cái lẩu này một người ăn. Ví dụ như là nếu mà mình tới đây mình ăn đồ ăn vặt, uống trà sữa thì cái lẩu này ăn hai người cũng được. Đúng rồi, thường mấy bạn tới đây mấy bạn hay kêu một phần xong rồi lại kêu thêm mấy cái xiên que này nè để nhúng vô chung vô cái lẩu đó. Rồi, ở dưới tới mình chỉ có ăn dạng về thôi đúng không chị? Đúng rồi. Rồi chị có thêm cái lẩu cá nhiêu hồng, ví dụ như tụi em ngán hải sản thì có thể chuyển qua ăn cá. Cái này cũng là 69.000. Rồi thí dụ mà lỡ người ta không ăn những cái này thì sao chị? Nếu như không ăn những cái này thì có thể là
lựa chọn những cái xiên que khác thế vô cũng được, hoặc là em muốn ăn thêm bò hay là cái gì đó, hay mực, hay muốn thêm cái gì cũng được, chị sẽ bù vô để cho đủ một phần của tụi em. Dạ rồi. Ờ rồi, ở trên đây đây là những cái cá, bò. Rồi mực, gà. Rồi tôm. Đây cho em, cho mình, cho em, cho cả mọi người xem, đây là tôm rồi cả nhà. Được bọc rau, được bọc chỉ bày ở trên cái tủ kiến. Nghe còn thấy rau thì... rau ăn thì thấy là có rau muống và rau nhúc. Cái này thí dụ như một cái lẩu 69.000 rồi thì em muốn ăn thêm á thì nó như thế nào chị? Thí dụ ăn như em thêm một phần rau vậy thì chị tính thêm 5.000. Một 5.000 dĩa này. Một phần bún như vậy thì chị cũng tính thêm 5.000. 5.000. Rồi, ví dụ như em muốn ăn thêm hải sản hay thêm cái gì đó thì giá nó sẽ dao động từ 20 tới 30 rồi. Tôm thì mình tính sao chị? Thì giống như là chị cũng nhắm bán cho tụi em, giống như thêm thì chị cũng tính từ khoảng từ 20, bởi chị nói là dao động quá, thêm từ 20 dạ tới rồi, 30. Dạ rồi, cảm ơn chị. Ở đây là nhà của mình luôn hay chị là chị thuê mở? Nhà chị mướn. Dạ rồi. Rồi, thì bây giờ cho em gửi lại nha, một lát chắc chị cho em mượn cái mấy cái này, em mở bọc ra em quay cho cả nhà xem ha. Rồi, rồi, cảm ơn, làm phiền chị một tí xíu. Rồi, cảm ơn em. Ý, em thấy đây có cái nồi nước lèo này là gì vậy chị? Cái này là cái nồi nước xương gà đó, chị nước lèo, nước lẩu nhà chị á là nói không với hóa chất nha. Nói không hóa chất luôn? Nói không với hóa chất, chị nấu tất cả đều là hương vị, là tất cả đều là đồ tự nhiên hết. Chị hầm xương với lại gà. Xương gà hầm với sả với gừng, nấu với lá chanh với lại sa tế cũng tự nhà chị làm. Thơm quá. Tất cả những nguyên liệu đều là chị tự làm hết, chứ chị không có xài những cái phụ gia hoặc là ở ngoài chợ. Nhưng mà em thấy là ở đây mình cũng mô hình nhỏ, chắc là ngày chị nấu cũng đâu có nhiều đâu hả chị? Giống như chị mới bán thì chị cũng nấu nhắm chừng ngày khoảng chừng 15 nồi trở lại thôi. Tại vì hiện tại là chị chưa có kiếm được, chưa tiếp cận được với khách hàng á. Cho nên là chị chỉ nấu nhắm chừng để mình bán trong ngày thôi, chứ mình không có để qua đêm. Dạ. Đó. Cái lẩu này là chị bán từ mấy giờ? Chị bán từ 10 giờ sáng cho tới 10 giờ tối. 10 giờ sáng là có lẩu rồi. Sáng chị bán tới 10 giờ tối. Làm mở cửa là giờ mở cửa là coi như 10 sáng luôn. 10 giờ sáng là bắt đầu. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Mình đâu có ngày nghỉ luôn, không có ngày nghỉ luôn. Không, chị không có nghỉ. Rồi. Nào nhà có việc bận gì đó thì mới nghỉ thôi, nghỉ đột xuất thôi chứ không có lịch thử. Ok, nhìn cái này là xương gà rất là hấp dẫn luôn cả nhà. Chắc bây giờ em sẽ nhờ chị làm em một cái phần 69.000. Và một ly nước. Ly nước. Nước gì đó. Rồi đây là cái quầy nè của chị nè cả nhà. Đây là cái bếp của chị nè. Dạ. Đó, chị nấu nước là trong này nữa. Wow. Đó, hầm xương ở ngoài rồi lấy nước hầm xương mới vô trong này chị nấu pha chế lại. Yeah. Nãy chị có chia sẻ là chị nấu toàn bộ đều là nguyên liệu tự nhiên. Yeah. Chị xài đây. Độ chua chị lấy từ tắc nè. Còn độ thơm lấy từ chanh. Dạ. Là lá chanh với sả với gừng. Là bỏ ở trong rồi. Độ cay thì chị xài sa tế, mà sa tế là chị ở nhà tự xào luôn. Rồi chị múc giùm em cái tô của thố của em đi. Rồi. Không ha, vậy chắc mỗi ngày giờ chị bán là bao nhiêu nồi? Thì giờ chị hầm một ngày thì có hai cái nồi nước lèo nhỏ này thôi. Giống như là thứ nhất là bây giờ chị còn mới á, chị chưa có nhắm được cái lượng khách của mình á. Cho nên là chị nấu giống như là nước xương thì chị hầm sẵn rồi, cái tới đâu của chị nấu thêm nên gia vị thêm vô tới đó. Dạ. Đó, chứ còn khó quá em. Trời, như vậy luôn đúng không? Trời, giờ bày ra ngoài ăn. Đơn giản nhẹ nhàng. Quán này có cái này vui quá cả nhà ơi. Tự nhiên cảm thấy mình hồi tin. Quay đồ ăn giặt. Bữa nay ăn lẩu, đây là quán tự thiết kế, có thêm cái này cho nó thú vị. Nếu như nó không có đổ. Đây là một cái ly nước, một nồi lẩu và một ly nước. Ly kia tính tiền. Đi là dâu ua Việt Quốc. Rồi, thì chắc là chia sẻ với cả nhà lại ha. Thì bán là 10 giờ sáng và cái chương trình khuyến mãi tặng vô này là đến ngày 20. Không, tặng nước, uống nước gì thì mọi người cứ kêu thôi. Rồi bây giờ chúng ta soi rồi đó, nồi nước. Không nên tính ra thì cái nãy có cái nồi gà hầm xương thì cũng nhìn cũng khá hấp dẫn ha cả nhà. Đây. Mình chặn em lửa. Giờ mình bỏ đồ vô.
nó sôi rồi đó mình mới giảm lửa lại á. Ổng cơm nè, có cái viên BB nhân cá, hai cục bò viên, hai cục cá viên. À, này là thanh cua, thanh cua lại có cái nhân vàng luôn nè cả nhà, chứ không phải là cái loại ấy. Rồi đây là tôm sashimi, cái này là mực xoắn, bò thì mình chắc mình nhúng thôi, mình sẽ bỏ mực vào đây. 69.000 mình ăn giặt rồi, mình ăn thêm mấy cái này thì chắc cũng được sơ sơ, uống đi nước cũng sương sương. Lùi vô rồi, lùi rau vô, rau muống để mình xin thêm miếng lửa. Rồi nay clip này hơi đơn giản một tí xíu ha, hy vọng mà nó cũng sẽ đem phần nào hấp dẫn đến cho cả nhà. Rồi ở đây thì mình ăn với nước mắm thôi, bún 5.000 ăn thêm, rồi rau 5.000 ăn thêm. Cái gì tổng hết luôn đi? À tổng hết chưa luôn hả? Lỗ này giống lỗ một người ha, lỗ một người, lỗ một người trên bản này cũng ghi lỗ một người đó, nhưng mà nếu mà chúng ta tính toán kỹ thì chúng ta ăn cái lẩu này hai người và những món kia là hợp lý rồi. Dàn dĩa hả ông? Cái gì? Dàn dĩa hả? Ờ dàn dĩa. Bò để nhúng mà. Rồi để nó sôi tí xíu nha. Ok, bún là bún đây xài bún xị nhỏ 5.000 ăn thêm nha cả nhà. Ơ cũng nhiều quá chứ, một dĩa 5.000 hợp lý. Rồi mắm cái này vui ha, nhưng mà hiện tại chắc là mình thấy là một ngày mà chỉ có 6-7 nồi thì cũng hơi ít. Chắc là mình sẽ gửi clip lên thì chắc làm nhiều thử để cho cả nhà ai ở quận 8 mình qua ăn thử. Mình sẽ thử một lát, mình thử cái nước xem nó như thế nào. Lẩu sôi rồi cả nhà ơi, sôi lên đi nào lẩu ơi, múc nước lẩu vào thôi. Lẩu là có tắc ha, có lá chanh, lẩu thái. Đây, múc một ít đồ ăn. Đây, mọi thứ một ít. Đấy chưa? À. Mọi thứ một ít mà, chút hết luôn á. À, lát hết luôn. Với cái này đồ ăn thì nó sẽ vừa đủ cho một người. Nhưng mà nếu mà ai mà chỉ cần ăn bún với ấy thôi thì cũng ok. Rồi, nhúng miếng bò nha. Bò thì được khoảng 2-3 miếng vậy thôi. Tái nè cả nhà, rau tươi xanh dốc lên cho mình coi với bạn. Đấy, chín rồi đó. Rồi Gia Phú Gia Mèo xin mời cả nhà cô chú anh chị cùng tất cả bạn chúng ta cùng thưởng thức lẩu Thái 69.000. Mình thử nước nha, nãy giờ thấy cái nồi có xương gà hầm thấy hấp dẫn quá. Thơm, mùi thơm thanh thanh dịu của lá chanh và cái mùi cũng có mùi tắc nữa. Wow, nước ngọt thanh ghê á, và cái vị chanh nó rất là thơm, vị chanh luôn, ngọt thanh tuyệt vời. Mà biết nó thiếu cái gì không? Mình sẽ chắc là mình sẽ nói chị, tại vì nó là lẩu Thái nhưng mà nó đang hơi thiếu cay một tí xíu. Ăn cay thì chắc là xin ớt mình bỏ thêm để mình ăn. Rồi mình ăn một miếng bún nào. Đây xài bún nhỏ cho nên nó sẽ thấm cái nước. Thơm vị chanh, ngọt, thương thanh của vị nước gà. Đây, gì đây? Mực xoắn. Đây,
cò. Nước lẩu này mình đánh giá là ngon. Đây là tôm sashimi. Có vị chứ không có bị bột nhiều, thơm. Mình gấp lên miếng bún nha, bún lên nước lèo. Ai thích ăn vặt ghé đây, vừa có vặt vừa có lẩu. Đây chưa có con tôm nè. Trời ơi. Thiệt chứ mình có nhiều bạn cứ thắc mắc là hỏi tại sao cứ lớp nào cũng kêu một phần. Đến giờ mình vẫn, mọi người vẫn còn hỏi câu đó. Sự thì bạn mèo có ăn cả nhà ơi. Quay xong là sẽ ăn. Nhưng mà đa phần thì bạn mèo, cái bao tử bạn mèo ăn ít hơn là mình. Cho nên là bao giờ nhiều khi có thể là ăn hoặc cũng có thể là không ăn. Đó là một bí thuật. À, bí thuật. Ngon nha. Đây là mực. Lẩu này hơi thiếu một chút xíu nữa là hoàn hảo ha. 69.000 mình thì hơi tham lam tí xíu. Nếu mà có thêm miếng cá, ít cá nữa thì thôi mà có 69.000 đòi hỏi quá. Hiện tại còn được tặng ly nước. Nghe Phú ăn thì cũng thấy mực tươi nè. Rồi cái xoắn thì ăn được. Tôm có vị. Cả 69.000 này mình cũng không đòi hỏi gì nhiều lắm. Chủ yếu là về cái nước. Thì cái nước có thể thấy là xương gà rồi lá chanh, ăn rất là ok về chất lượng. Đặc biệt là cái thanh cua ở đây là xài cái thanh cua có nhân vàng. Phải ít. À. Đâu rồi mà. Giúp vô coi coi. Cái này ăn nó cũng thơm thơm béo béo. Tính ra cả nhà, đôi khi á chúng ta đi ăn á, không phải những cái quán sang, đôi khi có những cái quán sang á mà cái hương vị nó lại không đúng với cái vẻ bề ngoài của nó. Và có những cái quán như vậy nè, hơi tiếc là thí dụ mà nếu như mà những cái quán như vậy nè, họ tập trung vào một cái món hoặc là họ nâng cấp cái hình thức ở ngoài hấp dẫn hơn nữa để mà thu hút thì nó sẽ ok hơn. Cũng như ngày hôm nay mình thấy mình rất ưng cái nước lẩu. Có những quán dạng bình dân về nhưng mà nó lại giá rất là ngon, ngon vị nhiều khi ngon hơn những cái quán lớn mà chúng ta thường ăn. Nước lẩu ở đây ngon cả nhà, nếu mà ai thích thì có thể đến thử nha. Nói xong là phải hút nước chứ đúng không? Hút nước. Để mình lấy cái muỗng chấm này trước đi. Một ngày vui nè. Khoái ăn cái này em á. Ở trong có gì ta? Dạng người ta nói là trứng nhím nhưng mà thật ra nó là cái gì á. Những cái viên này nè. Những cái viên này thì dạo gần đây nó rất là hot. Khoảng mấy năm gần đây nè, thời của mình thì chỉ ăn có cá viên, đậu hũ thôi. Thì giờ thì cái thời này có thêm những cái viên xanh cua, sashimi rồi những cái viên này. Ăn nó có những cái trứng như trứng cá ở trong thì nó bệt bể và bụp. Nước nha. Cũng ngon quá. Cái này có một ít tỏi vô nữa. Thơm, giòn. Tỏi phi. Ngon quá, ngon quá. Thịt bò cắt nhỉ. Nguyên miếng luôn nè. Dính hùm lum rồi. Nó dính hùm lum. Nhìn nó hơi hỗn độn một xíu. Tỏi mè. Tôm này có hai con tôm, mà cũng nhỏ vậy thôi. Mình lột ra miếng tôm này với mình ăn nốt miếng cuối này nha. Ủa gì nước? Bình dân đó. Bình dân. Này là quán cũng một dạng bình dân vỉa hè nha cả nhà.
rồi, tôm nhỏ thôi. Đừng có mong rồi. Đừng bị chê mắt nữa nha. Thực ra thì cũng không có trách được, mỗi người một cảm quan về cái giá cả. Thì mình chủ yếu công việc của tụi mình thì tụi mình đi quay và chia sẻ địa điểm cho cả nhà tham khảo một cách rõ ràng nhất. Rồi từ đó mọi người nếu ai cảm thấy có duyên và thích mò quán đó thì có thể đến thử. Rồi tôm tươi nha. Tối rồi. Rồi, xin chào cả nhà, vậy là ăn xong rồi, là mô hình vỉa hè, mình ngồi giờ vỉa hè luôn. Rồi đây là cái bảng trà sữa bà ăn hoặc su su. Thì mình hơi tiếc cho quán là nó đang bị lỡ cỡ giữa một món lẩu và những cái món ăn vặt. Giá như ví dụ mà nếu mà quán có phát triển mà đẩy cái phần mạnh phần lẩu này nè, và cho nó ra những cái mô hình nó hợp lý hơn á, mình nghĩ rất là ok. Tại vì cái nước luộc, cái nước dùng của chị làm á là từ xương gà và nêm nếm rất là ok luôn. Rồi thì cả nhà ai mà ở gần đây thì có thể tham khảo và đến thưởng thức thử ha. 69.000 mà đến ngày 20 là vẫn còn được một phần lẩu được tặng một ly nước, rất là rẻ. Nước ở đây cũng rẻ lắm, chỉ có 15.000, 20.000 một ly thôi. Xuyên que cũng vậy, 15-20.000. Rồi thì chị là 73 Hưng Phú, phường 8, quận 8. Mình thấy có số điện thoại ở đây, thì cả nhà nếu mà phòng hờ á, lỡ mà mình gọi trước đi, để lỡ có gì đến á, không biết là còn lẩu hay không, mình gọi trước vẫn ok hơn. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi rất là nhiều. Luôn nhớ một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè mình, chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp nha. Trời đừng có mưa, về xa lắm.